tất cả các con, thời điểm giãn cách này, việc đi mua đồ dùng học tập ở các hiệu sách của chúng ta là vô cùng khó khăn. Trong khi các tiết học của chúng ta lại luôn cần sử dụng đến thức thảo, Eke và Compa. Vì vậy ngày hôm nay cô Trình sẽ hướng dẫn các con chế tạo đồ dùng học tập gồm thức thảo và Compa bằng việc sử dụng các đồ dùng rất đơn giản có sẵn ở trong nhà nhé. Để làm được thức thảo, các con cần chuẩn bị cho cô một tờ giấy ô li. Để làm được Compa thì các con cần chuẩn bị cho cô một tờ giấy bóng kính như thế này. Hoặc nếu không có giấy bóng kính, các con có thể sử dụng một chai nhựa. Đây là sản phẩm sau khi cô đã làm xong chiếc thức thảo. Còn đây là chiếc Compa cực kỳ đơn giản. Chúng ta sẽ làm như sau. Để làm chiếc thức thảo, chúng ta sẽ sử dụng tờ giấy ô li, gấp làm đôi, vuốt phẳng. Sau đó gấp làm đôi một lần nữa. Và đường gấp này sẽ cho ta cạnh của một chiếc thức. Bây giờ các con chỉ việc sử dụng bút và vạch theo ô đã chia sẵn trên tờ giấy ô li. Mỗi một ô này chính là 1 cm. Và sản phẩm cuối cùng chúng ta sẽ có là như thế này. Chế tạo Compa, các con cần cắt cho cô một phần nhỏ của giấy bóng kính. Sau đó chấm cho cô một lỗ nhỏ, lấy đầu bút chấm cho cô một lỗ nhỏ trên tờ giấy bóng kính này. Sử dụng thức thảo mà chúng ta vừa chế tạo, đặt tờ giấy bóng kính phía trên. Sau đó chúng ta sẽ chấm tiếp các lỗ nhỏ trên tờ giấy bóng kính này cách mỗi ô 1 cm. Sản phẩm chúng ta sẽ có như sau. Cô chấm ở đây 6 lỗ nhỏ, sử dụng đầu bút bi. Lỗ thứ nhất cô đánh dấu số 0. Tiếp theo sẽ là số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy với chiếc Compa này, cô có thể vẽ được đường tròn có bán kính là 1, 2, 3, 4, 5 và 6 cm. Và bây giờ sẽ là một số hình ảnh cô sử dụng thức thẳng và Compa vừa chế tạo để vẽ đường thẳng, đoạn thẳng và đường tròn. Chúng ta chú ý theo dõi nhé. Hy vọng với chiếc thức thảo và Compa chế tạo cực kỳ đơn giản như thế này sẽ giúp ích cho các con rất nhiều trong việc học toán. Để kết thúc video ngày hôm nay, cô chỉ muốn nói với các con một thông điệp, đó là không có việc gì là khó cả, quan trọng là chúng ta có muốn làm hay không. Tạm biệt các con, chúc các con học tập thật tốt.